Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chia sẻ hoặc là phải ghề máy toàn bộ hình ảnh cùng một lúc ở trên Zalo mà những người bạn của các bạn đã gửi cho các bạn qua Zalo cùng một lúc như thế này. Thường thì các bạn sẽ có thói quen là sẽ phải về thực hình, là các bạn sẽ bấm vào thực hình đây, ví dụ như vậy. Khi đó các bạn cách thứ nhất là các bạn sẽ bấm vào nút tải đây. Đó. Hoặc cách thứ hai là các bạn sẽ bấm vào chỗ này. Rồi các bạn bấm lưu về máy. Nhưng cách làm như vậy, mỗi lần các bạn lưu chỉ được một hình ảnh thôi. Trong trường hợp này các bạn thấy người bạn của mình gửi cho mình đến 40 hình ảnh cùng một lúc. Như vậy thì làm sao để tải về cùng một lúc tất cả những hình ảnh này thật nhanh về điện thoại của mình? Khi đó các bạn hãy bấm vào cái nút ba cái dấu chấm ở đây. Các bạn sẽ thấy được cái chữ lưu về máy, các bạn hãy bấm vào đây. Thì một thông báo xuất hiện ra là bạn có muốn lưu toàn bộ 40 hình ảnh vào thư viện không, thì các bạn hãy bấm vào chữ có. Thì lúc này mình sẽ lưu toàn bộ 40 hình ảnh này. Đó, nó đang lưu đây, các bạn sẽ thấy rất là nhanh chóng, không cần phải lưu từng hình nữa. Trường hợp thứ hai là các bạn muốn chia sẻ 40 hình ảnh này cùng một lúc cho người khác. Với các cách làm như cũ, ví dụ như mình vào cái hình hồi nãy đi, các bạn sẽ bấm vào cái chia sẻ chỗ này, rồi các bạn chọn cái người bạn mà các bạn chia sẻ. Bây giờ mình sẽ hủy đi. Mỗi lần như vậy các bạn chỉ chia sẻ được một hình thôi. Trong trường hợp này mình muốn chia sẻ 40 hình cùng một lúc thì mình sẽ bấm vào cái chia sẻ chỗ này. Đó, các bạn thấy ngay cái mũi tên chỗ này đây. Rồi các bạn chọn cái người bạn mà các bạn cần chia sẻ. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn người bạn này đi, thì mình sẽ bấm vào cái dấu chọn đây. Rồi mình bấm vào, các bạn thấy bên dưới đây nó sẽ có cái chữ hình ảnh mà số 40 là 40 hình đó, thì mình sẽ bấm vào đây. Các bạn thấy hồi nãy nó mới cái thông báo là chia sẻ thành công rồi, thì khi đó người bạn của mình sẽ nhận được 40 hình. Đó, các bạn thấy ở bên dưới đây có rất là nhiều hình. Đó là cái cách làm ở trên điện thoại iPhone. Còn trên điện thoại Android thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên giao diện của máy tính. Trên Zalo của máy tính thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà cái cách làm thì nó hơi khác chút xíu. Thì mình sẽ bấm vào đây. Ví dụ như mình sẽ vào người bạn này đi, thì các bạn sẽ thấy có 40 hình đây. Ví dụ như mình sẽ tải về từng hình thì mình sẽ cách thứ nhất là mình bấm vào đây, rồi mình bấm vào nút tải về chỗ này. Đó, mình sẽ bấm lưu về máy chỗ này, thì các bạn sẽ lưu được một lần như vậy, là mỗi lần là một hình. Và mình chọn cái nơi lưu, ví dụ như mình lưu đây đi, mình chọn một picture, mình lưu, mình bấm save, thì như vậy là mình đã lưu thành công, nhưng mà chỉ được một hình thôi. Và các bạn sẽ làm từng bước 40 hình như vậy nó sẽ lâu. Bây giờ mình sẽ đóng ngay lại. Cũng giống như trên điện thoại, các bạn hãy tìm đến ngay cái mục các bạn đưa vào đây nè. Đó, khi các bạn đưa vào, nếu như các bạn đưa cái con chuột ở phần trên mà các bạn sẽ không thấy, thì các bạn đưa ở dưới phần dưới cùng của cùng cái tin nhắn. Vì 40 hình này là người ta gửi mình cho cùng một tin nhắn, các bạn đừng ở phần 40 hình trên là khác nữa, nó thuộc cái tin nhắn ở phía trên. Còn cái 40 hình này nó nằm ở tin nhắn bên dưới, thì các bạn đưa cái con chuột xuống ở phía bên dưới ấy, thì các bạn thấy xuất hiện ra cái cụm chỗ này. Đó, thì mình cũng bấm vào ba cái dấu chấm chỗ đây, và mình chọn là lưu 40 ảnh về máy. Thì mình chọn ví dụ trong thư mục picture đi, thì mình sẽ bấm save, thì sẽ lưu về máy cho các bạn. Các bạn thấy đang tải về đây. Và các bạn muốn mở ra cái chỗ lưu kiểm tra lại, thì các bạn cứ mở picture lên. Rồi các bạn vào cái picture trên đây nè. Đó, các bạn thấy 40 hình ảnh này hồi nãy nó đã lưu về thành công ở trên đây rồi. Tương tự như vậy, mình muốn chia sẻ cùng lúc 40 hình ảnh này thì các bạn hãy bấm vào nút chia sẻ đây. Rồi mình chọn cái người mà mình cần chia sẻ, ví dụ như người bạn này. Đó, mình tích vô đây cái, mình bấm chia sẻ. Thì các bạn thấy sẽ chia sẻ cùng lúc rất là nhanh, 40 hình cùng một lúc. Đó,
đó nó báo là chia sẻ tin nhắn thành công, là mình đã chia sẻ thành công rồi. Thì đây là cái cách giúp các bạn tải về máy tính hoặc là điện thoại cũng như là chia sẻ nhiều hình ảnh cùng một lúc. Còn nếu như mà hiện tại có một số các bạn hỏi là có thể chọn riêng biệt từng hình không, thì hiện tại đối với riêng từng hình như vậy, ví dụ như trong 40 hình này mình chỉ tải về hoặc chia sẻ 10 hình ảnh, thì hiện tại Zalo chưa cho cách chọn như thế. Nên là hiện tại nếu như các bạn muốn tải hình theo ý thích thì các bạn chỉ chọn được từng hình mà các bạn chọn thôi. Còn ở đây mình sẽ áp dụng với cách là cùng một lúc hết luôn thì làm được. Thì mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chia sẻ hình ảnh hoặc cũng như là lưu hình ảnh trên Zalo về máy tính hoặc điện thoại nó được nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thì đầu tiên mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những cái video ở trên kênh YouTube hướng dẫn bán hàng Zalo của mình. Thì để giúp các bạn có thể tìm lại những cái video mà các bạn cần khi xem lại nhanh chóng, thì các bạn có thể vào cái trang YouTube của mình. Nếu các bạn quên đường dẫn thì các bạn có thể bấm vào cái chữ là youtube.com hướng dẫn bán hàng trên Zalo, xịt hướng dẫn bán hàng trên Zalo. Đó, các bạn thấy đây là chữ youtube.com xịt hướng dẫn bán hàng trên Zalo, và các bạn bấm enter. À, nó ra cái thông báo này, nó không tìm thấy là do mình bấm thiếu cái chữ dẫn chỗ này. Đó, các bạn bấm nhớ chính xác. Sau khi các bạn nhập vào chữ youtube.com hướng dẫn bán hàng trên Zalo thì các bạn sẽ ra được cái giao diện của kênh YouTube mà mình đang làm hướng dẫn cho các bạn bấy lâu nay. Thì để tìm kiếm những cái video mà các bạn đang muốn tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng, thì đầu tiên các bạn cần lưu lại cái kênh của mình bằng cách là nhấn nút đăng ký ở đây, để khi mà các bạn mình có những cái video mới thì các bạn sẽ sớm nhận được, cũng như là nó sẽ xuất hiện thường xuyên khi các bạn vào YouTube, thì nó sẽ giúp cho các bạn cập nhật được những cái video mới nhất của mình được một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thì để tìm kiếm những cái video ở trong cái kênh của mình để một cách nó dễ dàng, thì các bạn sẽ bấm vào ở đây, nó có sẽ có một cái tab là video. Các bạn thấy ở đây nó sẽ có cái tab trang chủ video, danh sách phát, cộng đồng, kênh giới thiệu, vân vân. Thì ở đây là cái mục là video, là nó sẽ chứa toàn bộ những cái video hướng dẫn của mình trong cái kênh này do mình làm và hướng dẫn chia sẻ với các bạn. Thì để tìm kiếm, ví dụ như ở trong đây nó có rất là nhiều video, các bạn muốn tìm cái video hướng dẫn liên quan đến cái việc mà mã QR code mình ví dụ thôi, thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ kính lúp chỗ này, và các bạn bấm vào chữ là QR code và các bạn bấm enter. Thì đó, nó sẽ ra những cái kết quả, những cái video nào mà có liên quan tới cái mã QR code nó sẽ nằm ở trên đây hết, đỡ mất cái thời gian tìm kiếm của các bạn. Thì ví dụ như các bạn muốn tìm những cái video nào mà liên quan đến cái chữ đăng ký đó, các bạn cũng bấm vào và các bạn bấm enter, thì nó sẽ lọc ra những cái video có những chữ đăng ký cho các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn được tiết kiệm thời gian, đỡ phải kéo toàn bộ giống như bên đây. Bên đây thì nó sẽ có bao nhiêu nó hiện ra hết, nó sẽ lâu hơn. Khi đó các bạn bấm ở trên đây, nó sẽ giúp cho các bạn tìm kiếm nhanh và dễ dàng hơn. Ví dụ như tìm kiếm cái chữ từ là khóa tài khoản, thì nó sẽ lọc cho các bạn những cái video nào mà có liên quan đến cái việc khóa tài khoản, xóa tài khoản. Đó, như các bạn thấy nó sẽ lọc đến những cái video mà giống với cái kết quả, những cái từ mà các bạn tìm kiếm nhất. Trường hợp nếu các bạn mà không có máy vi tính laptop sử dụng thì các bạn có thể xem lại những cái video trên kênh YouTube hướng dẫn bán hàng trên Zalo của mình bằng cách là truy cập vào cái ứng dụng YouTube cài đặt ở trên cái điện thoại. Thì ở giao diện YouTube ở trên điện thoại thì các bạn cũng bấm vào cái chữ kính lúp chỗ này, và các bạn search cái chữ là hướng dẫn bán hàng trên Zalo. Thì các bạn sẽ thấy ra được rất là nhiều người hướng dẫn
cũng rất là nhiều bạn chia sẻ về lĩnh vực Zalo. Thì trong đó kênh Zalo của mình là hướng dẫn bán hàng trên Zalo có cái biểu tượng như thế này đây. Thì các bạn bấm vào. Đây là giao diện kênh hướng dẫn bán hàng trên Zalo của mình. Đây là cái trang chủ. Còn để tìm những cái video thì các bạn bấm vào cái chữ video ở chỗ này. Đây. Đó. Nó sẽ ra tất cả những video mà mình hướng dẫn từ trước tới giờ. Thì các bạn có thể tìm những cái video nào mà các bạn đang thắc mắc cũng như các bạn tham khảo thêm. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem những cái video của mình ở trên cái trang blog post trên đây. Ở trên đây thì mình cũng có tạo một cái blog hướng dẫn bán hàng trên Zalo. Thì đây là cái giao diện hướng dẫn bán hàng Zalo ở trên cái trang blog post của mình. Nó có cái đường dẫn chính xác là hướng dẫn bán hàng trên zalo.blogspot.com. Các bạn vào đây các bạn cũng có thể tìm những cái video của mình hướng dẫn Zalo, nó nằm ở trong đây. Đó, khi các bạn bấm xuống đây mà nó hiện ra cái chữ này hết rồi thì các bạn bấm vào cái chữ order bot này nó cũng ra. Hoặc là các bạn cũng vào bấm vào cái chữ search để tìm kiếm giống như là bên tìm kiếm bên YouTube lúc nãy. Ngoài ra các bạn cũng có thể xem ở trên cái fanpage Facebook của mình. Đó. Facebook mình cũng có một cái fanpage là facebook.com/hướng dẫn bán hàng trên Zalo. Đây là cái giao diện trên Facebook của mình. Thì các bạn cũng có thể vào đây để xem hoặc là trả lời trên đây. Mình xem nó sẽ dễ hơn. Các bạn có thể tham gia bình luận ở trên cái video này. Thì một lần nữa mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian rất nhiều để xem những cái video hướng dẫn của mình. Mình rất là hy vọng những cái video này nó sẽ giúp ích cho các bạn vào được một cái việc gì đó. Tuy nhiên thì các bạn cũng thông cảm với mình bởi vì thực sự mình không phải là nhân viên của Zalo. Mình xin khẳng định một điều là mình không phải là nhân viên của Zalo. Mình những gì mình làm thì mình biết, mình chia sẻ với các bạn thôi. Cái công việc chính của mình là đánh máy photo, in ấn, in thiệp cưới. Chứ có nhiều bạn cứ tưởng mình là nhân viên của Zalo, thật sự mình không phải là nhân viên của Zalo nên đôi khi cái kiến thức của mình nó cũng có giới hạn. Thì mình biết cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Có nhiều cái thì mình không biết nên mình không thể trả lời các bạn được, cũng như là mình cũng không thể nào mà giúp các bạn được. Thì rất mong các bạn sẽ thông cảm và hiểu cho mình về được cái điều đó. Khi mà các bạn gặp những cái khó khăn mà mình không thể trả lời được, cũng như mình không thể trả lời ngay, mà cũng như là mình không thể giúp được các bạn, thì có một cách duy nhất là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên tổng đài của Zalo. Thì để liên hệ với nhân viên tổng đài của Zalo thì các bạn vào cái trang web là zalo.me.my á. Thì khi vào trang web này thì các bạn có thể bấm vào cái mục là liên hệ. Đó, ở đây nó sẽ có cái mục là liên hệ, thì các bạn bấm vào đây. Thì các bạn để ý ở bên đây, đây là những thông tin của Zalo, trong đó là các bạn cần lưu ý cái chỗ này. Đây là cái đường dây nóng của Zalo. Đây, ở vị trí này đây, thì các bạn những cái vấn đề nào mà các bạn không giải quyết được thì các bạn vui lòng, cũng như là các bạn xem video của mình mà các bạn vẫn làm không được và các bạn không thể tự giải quyết được cũng như không có ai giúp các bạn, thì các bạn vui lòng chịu khó vào cái trang này và liên hệ cái mục là đường dây nóng với số điện thoại là 1900 561 558, và cước phí các bạn lưu ý là 2.000 đồng một phút. Thì qua những cái video mà mình chia sẻ, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn sẽ sử dụng Zalo một cách thuận tiện, dễ dàng và nó giúp ích được cho công việc cũng như là những thời gian giải trí của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những video của mình.